Hello everyone. Unit 1. Local environment. Bài 1. Môi trường địa phương. Listen and read. Nick. There are so many bizarre pottery here. From do your grandparents might call up them. From they can't because we have lots of products. They make some and other people make the rest. Nick, as far as I know, Bát Tràng is one of the most famous traditional craft villages of Hanoi, right? Phong, right? My grandmother's trace is about 700 years old. Me, wow, when did your grandparents set up this workshop? Phong, my great-grandparents started it. Not my grandparents. Then my grandparents took over the business. On the artisans, here are my aunts, uncles, and cousins. Me, I see. Your village is also a place of interest of Hanoi, isn't it? Phong, yes. People come here to buy things for their house. Another attraction is they can make pottery themselves in workshops. Nick, that must be a memorable experience. Phong, in Vietnam, there are lots of craft villages, like Bát Tràng. Have you ever been to any others? Me, I've been to a conical hat making village in Hue. Nick, cool. This is my first one. Do you think that the various crafts remind people of a specific reasons? Me, sure. It's the reason tourists often choose handicrafts as souvenirs. From, let's go outside and look around the village. Translate into Vietnamese. Dịch sang tiếng Việt. Nick, có quá nhiều gốm ở đây không à? Có phải ông ba cậu làm ra tất cả chúng không? From, không đâu. Bởi vì có rất nhiều sản phẩm, họ chỉ làm một ít và những người khác làm phần còn lại. Nick, theo mình được biết thì Bát Tràng là một trong số những làng nghề nổi tiếng nhất ở Hà Nội, đúng chứ? Phong, đúng rồi, bà mình nói nó có được 700 năm rồi. Mi, ông cậu mở xưởng từ khi nào? Phong, ông bà cố của tớ mở chứ không phải ông đâu. Sau đó, ông tớ kế nhiệm lại thôi. Tất cả thợ ở đây đều là cô, chú và anh chị em họ của tớ. À, tớ hiểu rồi. Làng của cậu cũng là một địa điểm thú vị ở Hà Nội phải không? Phong, đúng. Mọi người tới đây mua đồ. Điều hấp dẫn nữa là họ có thể tự làm gốm ở xưởng. Nick, hẳn sẽ là một trải nghiệm đáng nhớ. Phong, ở Việt Nam cũng có rất nhiều những làng nghề như thế này. Các cậu đã đến đó bao giờ chưa? Mi, mình từng đến làng nghề làm nón lá ở Huế. Nick, tuyệt, đây là lần đầu tiên của mình. Các cậu có nghĩ mỗi nghề gợi người ta nghĩ đến một vùng miền đặc trưng không? Mi, chắc chắn rồi. Đó là lý do người ta chọn đồ thủ công làm quà lưu niệm. Phong, chúng ta hãy ra ngoài và thăm thú quanh ngôi làng nào.